Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì cũng như mọi ngày mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Này mình đang lội hướng lên đầu trên, nãy giờ mình lội cũng cả chục tay nó không dính nha mấy bạn. Thì trong cái bờ này bữa hổm mình văng 4-5 tay mà do người ta phát cỏ chống hết rồi, giờ còn được có 2 tay mấy bạn ơi. Tại người ta phát cỏ nó gãy rồi mình không có văng lại, tại phát nó chống rồi dưới nó gãy bớt lưới rồi. Rồi, thôi mình đi test dài vô luôn nha mấy bạn. Cỏ này nó dính cũng yếu quá mấy bạn ơi. Quê mình giờ trời xe lạnh nhiều rồi nghe mấy bạn. Trời xe lạnh nhiều, hổ hành đi lai gai, còn có số thì nắng ấm lên mới có đi, chứ còn mà lạnh quá nó cũng không đi nghe mấy bạn. Nó sẽ ủ đông bớt gắn hết nghe bạn. Trong bụi chuối này thì mình có một tay nghe mấy bạn. Để mình test thẳng luôn mấy bạn ơi. Chà, xe diện một đầu rồi nhưng mà không biết dính con gắn gì đây, chứ có dính nữa là nè mấy bạn thấy. Đi lại thăm lý mình văng tự dưới đó lên không đó. Lên tới đây mấy người thì mấy bạn thấy xe diện khúc này không? Đó, lứ thông thường mà mình đi thăm mà lại mấy bạn thấy xe như là có dính đó nghe bạn. Đây. Để mình lần vô coi. Đây, hai chú mấy bạn ơi. Còn sống không đây? Đây một con nè mấy bạn thấy không? Cho tay mình dính con nè, còn con này nó thụt vô trong cái hang nè mấy bạn thấy không? Lú cái đậu ra nè mà con này chắc mấy bự nè. Hước. Hên hai con sống không mấy bạn ơi. Quá trời. Gắn hổ hành mấy bạn ơi. Quá trời đã mấy bạn ơi. Trời ơi. Quá trời gắn rồi. Quá trời rồi. Cái tay có ba phân mà dính con này. Trời ơi, 1 ký mấy luôn rồi mấy bạn ơi. Quá khủng, quá khủng. Đây, mấy bạn nhìn thấy gì không? Cái phanh nó này nè. Con hổ hành này dữ lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, 1 cặp luôn nha mấy bạn. Mà cặp khủng nha mấy bạn. Con này là mấy bạn biết hổ hành gì mà hổ hành đỏ này nha mấy bạn. Nếu mấy bạn chăm nghề mình nói vậy chắc mấy bạn hiểu rồi. Cái con hổ hành đỏ lúc nào á, là nó cũng nặng hơn cái con hổ hành đen nha mấy bạn. Rồi tới hổ hành xanh, hổ hành trắng, nó có 4 loại hổ hành nha mấy bạn. Nhưng mà có con đỏ là nó nặng nhất đó mấy bạn. Trong các loại hổ hành con gắn đỏ là nặng nhất đó. Đây tay lưới này mấy bạn, mình nói mấy bạn nè, ba phân nè. Như dính con này trên ký rồi nè, đó mấy bạn thấy chưa? Hết hồn ha nè. Đó, để nhiều lúc mình nói mấy bạn không tin, con này là từ 1 ký, 1 ký mốt nha mấy bạn. Nó đã. Đó, để nhiều lúc mình nói cái con tay lưới ba phân dính gắn bự mấy bạn tin, nó vẫn nung vô nha mấy bạn. Cái con hổ hành á, nó đi mà nó đụng cái gì mà có cái lỗ nhỏ thôi ha, mình bảo đảm mấy bạn nó nung dữ lắm, nó nung. Nó nung là đựng nó đút cái đầu ngang đó mấy bạn thấy dính được cái chót nhỏ không nè. Đó. Ở trong đây nó trong cái bụi chuối nha mấy bạn, nên mình cũng hơi khó quay mấy bạn thông cảm giùm ha. Nếu mình đi có một mình, nhiều khi mình đi tới lui cái nó hơi lắc đó mấy bạn thông cảm giùm. Quá trời đã mấy bạn ơi nè. Cái bóng nè mấy bạn ơi, hơn con này mới dính tối chứ không phải dính bữa trước chết nha mấy bạn. Tại dính có chót nhỏ mà. Còn đây con nè, con này con đen này nha mấy bạn. Trời, nó quýu đây nó mấy bạn. Các bạn thấy nó con chút gì đó chứ mình lâu nó không muốn ra nha các bạn. Đây, đây. Đó, một cặp luôn nha mấy bạn, đã không? Đó, một cặp chà bá. Quá đã mấy bạn ơi. Bữa nay im, mới vô mấy tay này dính cặp thì là mình thấy khỏe mình nha mấy bạn. Quá sướng. Sướng cái này, ôi là sướng. Không gài, trong cũng có ngày này nha mấy bạn. Thấy cái phanh con gắn này chưa? Đó. Mấy bạn đón cậu bị lớn. Mình thì mình thủ nó là tận ký rồi đó nghe các bạn. Ký ký mốt á. Quá cỡ. Ngoan thân phanh. Hổ hành đỏ nha mấy bạn. Lâu lắm rồi mình văng mới dính được con hổ hành đỏ này nha các bạn. Tại mấy bạn biết sao không? Con hổ hành xanh là bình thường nè, hổ hành đen, hổ hành trắng là nhẹ nhất đó mấy bạn. Cái con đen á thì nó nặng kế với con đỏ ra đó. Con đỏ này nặng nhất, tới con đen, tới con xanh, mấy con trắng, con gắn trắng nó nhẹ nha mấy bạn. Mấy bạn có 7 thì mấy bạn cũng biết rồi đó. Nhưng gắn này ha, mấy bạn nhìn nó vậy ha. Nếu mà gắn hổ hành cũng bằng nó ha, là sẽ nhẹ hơn nó khoảng 100-200 gram. Mấy con gắn trắng. Rồi, mình cũng đi có mình ên à, mấy bạn cũng thông cảm cho mình má đây ha. Thì hành trang của mình cũng như mọi ngày này nha mấy bạn. Hai cái túi với một mớ lưới đem theo, có chỗ nào ngon mình test thêm, nhưng mà cái này chắc test thêm thì ít xịt nha mấy bạn ơi. Bữa thì cái văng được tay hai tay thêm chứ không được nhiều. Đây là lỗ thuốc mình hút nha mấy bạn. Đó, còn đây là thành quả tay mới dính một cặp đầu tiên. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây ha, tại vì lâu quá mình gặp dính một cặp hổ hành to này nữa, mình nói chuyện hơi lâu mấy bạn cũng thông cảm ha. Rồi các bạn cho mình tạm đây mình xử lý nó, rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại cho mấy bạn xem.
Rồi nãy giờ mình lội nó cũng không dính mấy bạn ơi, cũng còn không nhiều lưới nữa hết mấy bạn ơi. Quá trời dính yếu mấy bạn ơi, mà nói chung á là cỡ này dính yếu mà còn gặp bẫy tặc nữa mấy bạn ơi. Mới nãy mình đi lại nguyên luồng lưới đó đâu hai mấy tay mà mấy bạn biết là nó dính chỉ có hai con rắn, mà sao mình đoán sao kiếm hay thì mấy bạn hai tay dính nó mắc thiêu hết trơn hai tay luôn mấy bạn. Cái đó cử gầu nó cũng có mắt nữa đó nghe mấy bạn, mà tại mình thấy một hai tay mình cũng không nói. Theo như mình thấy là cái luồng lưới đó là chắc có cao thủ nào gình me mình rồi mấy bạn, cho nên mới đi thăm hết luồng lưới đó được vậy thôi. Chứ còn ví dụ như đâu phải nó dính một chỗ rồi bạn, xa lắm. Ví dụ như dính đây một con nghe, mình lội nhiều khi cả cây số nó mới dính một con, mà tại sao mắc ngay chăng hai tay không nghe bạn. Để mình thăm thầy vài cử nữa mình để ý thử coi, chứ đợt rồi cũng vậy đó, đợt rồi trên đó cũng mắc hết hai tay nữa đó mấy bạn, mà tại mình không có nói. Rồi ở đây còn có vài tay vô đường bò này nữa, mình về nghe mấy bạn, về gần nhà mình nghe mấy bạn. Này cũng còn không bao lâu nữa, không bao xa nữa là mình lội khúc nữa, mình vô tới nhà nghe mấy bạn. Ở trước này có mấy tay nghe mấy bạn, này khu vực bờ xài nghe mấy bạn, mình chui đi hơi khó một chút nghe mấy bạn, thông cảm nha. Ở dưới đây là mương, bên đó là bờ xài, bên đây là lúa nghe mấy bạn. Chà, ở đây có quậy, có con gì vậy? À, có hàng mấy bạn ơi, em hổ ngựa mấy bạn ơi. Ui, hổ ngựa mini mấy bạn ơi, con này bé quá, con này quá bé. Đây mấy bạn nhìn thấy không, con này nhỏ mấy bạn, con này chừng khoảng 400 gram gì mấy bạn ơi, nhỏ mini. À, bạn thấy dính đã không, nó quậy vậy nè mấy bạn, quậy lưới mình mà mấy bạn đi lại mình nhìn thấy lưới mình xe diện vậy là biết dính đã nghe mấy bạn. Tại mình làm nó có 6 mặt lưới là nên dính là nó bắt mặt nó xe lại liền nghe mấy bạn. Đó mấy bạn thấy nó quậy kìa, nó nung kìa, đó nung như vậy. Trời ơi, dòng mini đó, đó quậy nè mấy bạn, dính quậy dữ lắm. Thì nãy giờ mấy bạn cũng thấy rồi đó, thành quả của mình nãy giờ được có một tay đó, nó dính được hai con mà có 1 con rắn khủng nha mấy bạn. Đó, trong đây chắc hơi tối mấy bạn, hơi khó nha. Đó, mấy bạn thấy cái phân con rắn nó thành nó bằng cổ tay mình nha mấy bạn. Con rắn này 1kg, 1kg mốt đó nha mấy bạn. Cỡ con rắn đặt rồi của mình rồi đó. Dưới đây một con này nhỏ nha mấy bạn, con này cỡ 400g nha mấy bạn. Một cặp nữa đó mấy bạn, mà sao ngộ mấy bạn, thông thường á một cặp nó là tương đương nhau nha mấy bạn. Cái này mình dính một cặp nè, mình nghi chắc cái này con mẹ, con này con hay gì á, chứ không phải cặp nữa bạn. Chứ thông thường á hổ hành nó ở là tương xứng lắm nghe bạn. Ví dụ một con là 1kg ha, là con kia mình bảo đảm mấy bạn nó cũng cỡ 800-900g đó, con đực á. Con cái nó bự hơn đực thông thường nha mấy bạn. Còn này sao con này có chừng 400g mà con này đâu chừng 1kg mốt à. Các bạn thấy cái phần nó hết hồn nè. Chà bá nè. Hết biết con cá hổ hành. Hổng gài mới dính được con này nữa, đầu mùa được con. Gần cuối mùa được con nha các bạn. Mình không biết hổng đầy tới hết lưới làm sao mà cỡ này dính yếu quá các bạn ơi. Cỡ này nói chung là lượng gắn lãi với hổ ngựa này nè các bạn là yếu xìu luôn nha các bạn. Chỉ có hổ hành là bật đi la gai, mà mấy bạn cũng làm nghề này mấy bạn biết đó. Hổ hành nó đi rất là chậm nha mấy bạn. Nó lâu lắm nó mới đi chịu đi như gắn bự này ha. Mình bảo đảm mấy bạn nó ăn rồi nó nín cỡ 1 tháng nó mới chịu đi không chừng mấy bạn. Có cỡ này xe lạnh nó đi la gai nè, chứ nó nín dữ lắm, nín mấy bạn. Nên mình giăng khó dính nó lắm, giăng chậm dính nó lắm. Rồi mình cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, rồi mình xử lý con gắn hổ ngựa này rồi mình đi tới tay tiếp theo. Miễn có dính mình test lại mấy bạn xem, mà cũng không còn có mấy tay nữa hết mấy bạn ơi. Là mình vô về nhà đó mấy bạn, mình lội sớm giờ giáp cử lưới hết mấy bạn, mà nó còn vậy đó, còn dính yếu vậy đó mấy bạn. Nhờ dính cái này được hai con, chứ không dính hai con này là bữa nay thất thu luôn mấy bạn ơi, là quay không được cái clip luôn rồi đó. Rồi mấy bạn cho mình tạm ngưng đây ha. Rồi mình về tới nhà nghe bạn, nãy giờ mình thăm nó cuốn dính mấy bạn ơi, thì thành quả bữa nay nó được có 3 chú rồi mấy bạn đó. Hồi bữa nay có con rắn to nha mấy bạn. Đây mình về đây nhà mình ngay quán cà phê nha mấy bạn, nên có người ta có nói chuyện mấy bạn cũng thông cảm giùm ha. Lại đây ngay quán của mình, mình về tới nhà nghe bạn. Đây được con hổ hành khủng, đây con hổ ngựa nhỏ nghe bạn, hổ ngựa mini với con hổ hành nhỏ. Hổ hành này chừng 400g, còn con này thì cỡ 1kg, 1kg mốt nha mấy bạn. Con này chắc cỡ 400g mà hổ ngựa này thấy chứ nhỏ nghe bạn, mini đó. Thì thành quả bữa nay được có nhiêu đó các bạn ơi, để mình mở miệng mình bắt con rắn bự ra cho mấy bạn xem chơi ha. Đây bắt cho mấy bạn xem chơi ha. Thầy mấy bạn coi con rắn hổ xỉu, nó xỉu kìa mấy bạn ơi. Đây
Mấy bạn nhìn thấy đã không? Đây mình thả ra đây con này 1 ký mốt là nha mấy bạn. Ôi, trời trời. Thả ra nó chạy quá mấy bạn. Đã lâu lâu được con bự đã quá mấy bạn ơi. Nè, đó mấy bạn thấy không? Đó, một đống nha mấy bạn. Đây. Quá đã mấy bạn ơi, lâu lâu dính được con to quá. Một đống nha mấy bạn. Mấy bạn mình thăm mà dính được con này mình thấy sướng nha mấy bạn. Tại bữa nay thác thu mà nhờ được con rắn bự mấy bạn ơi. Rồi. Rồi rồi rồi. Đây, bạn nhìn thấy không? Nó muốn bằng cổ tay của mình luôn rồi nha mấy bạn. Rồi, thôi giờ mình cũng xin tạm ngưng clip đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn có xem, mấy bạn nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nha mấy bạn. Để anh em có động lực làm những video tiếp theo ha. Rồi, mình máy bay mấy bạn luôn nha. Giờ mình đang cầm nó tay rồi nha mấy bạn. Bye bye. Có đeo nữa mấy bạn.